Damihi animas cetera tonde. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Sanhedrin Đông Moscow với các tin chính sau: một số thông tin về giáo hội với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi người trẻ đoàn kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Các thông tin về Tu hội Sanhedrin Đông Moscow trên toàn thế giới và tỉnh dòng Việt Nam suy niệm lời Chúa lễ mình và máu thánh Chúa Kitô phúc cho ai đến dự tiệc. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Một số thông tin về giáo hội. Đức thánh cha Francisco mời gọi người trẻ đoàn kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Nhân ngày thế giới về môi trường trong bối cảnh đại dịch vào lúc 15 giờ ngày mùng 5 tháng 6 giờ Roma, tổ chức Colas Occurrentes của tòa thánh đã tổ chức cuộc gặp gỡ toàn cầu qua internet với các phụ huynh và giáo viên của toàn thế giới. Tham dự cuộc gặp gỡ trực tuyến này có các chính phủ và các nhân vật nổi tiếng trong ngành thể thao, nghệ thuật và kỹ thuật. Đức Thánh Cha Francisco tham gia cuộc gặp gỡ qua một sứ điệp video. Đức Thánh Tra nhận định rằng khủng hoảng ban đầu có nghĩa là sự đổ vỡ, cắt đứt, vết mở, nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội. Vì vậy, nếu một khủng hoảng mời gọi con người đến một cơ hội mới, nguy hiểm nằm ở chỗ con người không được dạy cách nối kết hay cách liên lạc với sự mở ra mới mẻ này. Đức Thanh Cha nhận định rằng khủng hoảng có thể nguy hiểm khi con người không được đồng hành hướng dẫn và có thể mất định hướng. Lời khuyên của các hiền triết là ngay cả trong những khủng hoảng nho nhỏ của cá nhân, trong hôn nhân của xã hội, đừng đi một mình vào khủng hoảng, hãy tìm sự đồng hành trong bối cảnh khủng hoảng mà nhân loại đang trải qua, Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên tiếp bước với cảm hứng mà các vị sáng lập phong trào nhận được và trao lại cho họ. Ngài nói, hãy tiếp tục gieo vãi và gặt hái, với một nụ cười, với rủi ro, nhưng tất cả cùng nhau và luôn nắm tay nhau vượt qua mọi khủng hoảng. Hội thảo trực tuyến chống lạm dụng trẻ vị thành niên Bắt đầu từ thứ hai ngày 8 tháng 6 và trong những lần tiếp theo, Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ vị thành niên cùng với các tổ chức khác sẽ phối hợp tổ chức 4 cuộc hội thảo trực tuyến với các đề tài liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên. Buổi hội thảo được kết nối từ trụ sở của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên, liên hiệp các bề trên thượng cấp, trung tâm bảo vệ vị trẻ thành niên của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Telefono Azuro, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em. Hội thảo sẽ diễn ra bằng tiếng Ý, anh, Pháp và Tây Ban Nha, số thành viên tham dự khoảng 800. Bà Emma Marchetti, người đứng đầu Ủy ban giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên, nói về các buổi hội thảo, Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Ủy ban sẽ tiếp tục là một nơi có thể lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân và của những người sống sót. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ các nạn nhân, cũng như những câu chuyện cá nhân về sự can đảm và kiên trì của họ. Vì vậy, trong năm 2017, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên. Từ đó, một sự dẫn thân đã được thực hiện khắp nơi trên thế giới. Nhưng nếu chỉ áp dụng luật cho vấn đề này thì chưa đủ. Mọi người cần phải thay đổi cách nhìn để hiểu rằng bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần sứ vụ của người Kitô tô hữu. Giáo hội tại Philippines hướng tới việc kỷ niệm 500 năm hạt giống đức tin được gieo trồng trên quê hương từ năm 1521 đến năm 2021. Trong tuần vừa qua, Đức cha Preskioso Cantinas STB đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Maasin nhằm khai mạc một năm chuẩn bị cho biến cố 500 năm, kỷ niệm ngày thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đảo Limasawa, Philippines. Limasawa là hòn đảo ở phía nam thuộc quận Leyte. Vào năm 1521, ông Ferdinand Magellan, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến đây cùng với đoàn tùy tùng của ông. Trong phái đoàn chỉ có một linh mục công giáo duy nhất, đó là cha Pedro Van de Rama người Tây Ban Nha, ngài đã dâng thánh lễ đầu tiên tại hòn đảo hoang sơ này. Hội đồng giám mục Philippines đã phát động chu kỳ suốt 9 năm qua để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này. Đức cha Proderic Papillo đã nói rằng, năm 2021 gợi nhắc mọi tín hữu Philippines về qua tặng đức tin mà họ đã lãnh nhận từ các vị truyền giáo tin khởi. Quốc gia Philippines hiện nay có khoảng 100 triệu dân với 81% là tín hữu công giáo. Tại Á Châu, đây là quốc gia có đông người công giáo vào bậc nhất trong toàn khu vực. Các thông tin về tu hội San Diego Đông Bosco, một số bổ nhiệm nhân sự mới của tu hội. Cha bề trên cả Angel Fernandez Atime đã thông báo chính thức hôm ngày 5 tháng 6 năm 2020 về việc bổ nhiệm các ủy viên Sanhedrin thế giới cho các nhóm người đời chính yếu của gia đình Sanhedrin. Cha Juan Luis Pleida làm ủy viên của bề trên cả cho gia đình Sanhedrin, đồng thời hỗ trợ cho chính nguyện viên Đông Moscow cả nam và nữ. Cha Alessandro Guevara định hướng cho Hiệp hội Đức Mẹ Phụ Các Giáo Hữu Edma. Cha Pierre Luigi Cameroni phụ trách về phong thánh sự thánh thiện Sanizier và từ tỉnh dòng Việt Nam Sư hướng Đàm Minh Nguyễn Đức Nam được bổ nhiệm vào hai vị trí ủy viên thế giới phụ trách Hội Cựu Học Sinh Đông Bosco và Hội Cộng tác viên Sanizier với sự đồng thuận của các thành viên Ban Tổng cố vấn trong khóa họp mùa hè online cha bề trên cả đã quyết định bổ nhiệm cha Gregorio Picomong làm bề trên của á tỉnh Papua New Guinea đảo Solomon trả bề trên cả Atime với sự đồng thuận của các thành viên ban tổng cố vấn cũng đã bổ nhiệm cha Menko Chinidad làm giám tỉnh của tỉnh dòng Tây Hoa Kỳ và cha Juan Pablo Zapala làm giám tỉnh tỉnh dòng Đức Mẹ của Bacapana của Bonifia cho nhiệm kỳ 2020 tới 2026. Tiếp khắc ủng hộ khẩu trang để giúp đỡ tại địa phương và trên thế giới trong thời đại dịch các kiểu học sinh cũng như các thành viên của gia đình Sanizien tại Tiệp khắc đã có dự án chúng ta hãy ủng hộ một cái khẩu trang nhằm quyên góp khẩu trang góp phần hỗ trợ trong chiến dịch phòng tránh Covid-19 chỉ trong ít ngày họ đã thu được hơn 2.871 khẩu trang các tình nguyện viên tại một số nơi đã đóng gói riêng từng cái khẩu trang vào trong bọc có hướng dẫn sử dụng sao cho an toàn đồng thời kèm theo một bức hình có thánh tích của cha Titus Zeman và Anka Kulasarora. Ở một vài thành phố, một số nhóm của gia đình Sanh Riêng như là công tác viên Sanh Riêng hay các thành viên của Hiệp hội Tôn Sùng Đức Mẹ Phù Hộ cũng đã tham gia vào dự án này. Các kiểu học sinh đã ưu tiên phân phát các khẩu trang cho các tu sĩ Sanh Riêng. Họ cũng hỗ trợ các dự án ưu tiên cho vùng ven, cũng như dự án cho cộng đồng bị bỏ rơi ở Nica, Orecote, nơi các nữ tu San riêng đang hoạt động. Họ cũng đã gửi khoảng 700 khẩu trang cho các San riêng ở thành phố Lê Tây Ban Nha. Hơn 600 khẩu trang đã được đem tới cho các công đoàn San riêng ở Costanta, Romania. Một kiện hàng khẩu trang cũng đã được gửi tới Ý. Một số khẩu trang có dán logo Đông Moscow cũng được gửi tới nhà trung ương cho cha Eusebio Muno để ngài phân phát cho các tu sĩ San riêng ở đó suy niệm lời Chúa lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô phúc cho ai đến dự tiệc. Linh mục Du Xe Nguyễn Hữu An đã có bài suy niệm về các bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô đăng trên trang web domoscoviet.info với tựa đề phúc cho ai đến dự tiệc với ba phần chính: hy lễ cứu độ, phúc cho ai đến dự tiệc và đồng bàn và rửa chân. Khởi đầu thánh lễ, linh mục chủ tế và cộng đoàn làm dấu thánh giá nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thánh lễ khởi nguồn từ tình yêu ba ngôi được mặc khải nơi thập giá Chúa Kitô. Cử hành thánh thể là cử hành màu nhiệm hy tế thập giá của Chúa Giêsu. Hy lễ tình yêu Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Đức lễ là đón nhận Chúa Giêsu phục sinh và trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu chính là một hy lễ dâng lên Chúa Cha. Trong hiền lễ này, Ngài vừa là tư tế vừa là lễ vật. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã đổ máu ra bằng cái chết cứu độ, Ngài đã thiết lập giao ước mới. Tự nguyện làm con chiên vượt qua bị sát tế, Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể để lễ vật bị sát tế ấy trở nên của ăn tâm linh nuôi dưỡng con người. Chúa Giêsu ở giữa nhân loại trong bí tích thánh thể để trở nên nguồn sống tâm linh trong thánh thể. Chúa Giêsu đã đi qua tử nạn và thập giá bí tích thánh thể là một sáng kiến của tình thương thiên chúa của ăn vật chất chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng bảo tồn sự sống hữu hạn của con người để sống đời đời con người được mời gọi ăn và uống thịt máu chúa nguồn ơn cứu độ nhân loại không bí tích nào giúp chúng ta sống với chúa nhờ chúa và trong chúa bằng bí tích thánh thể rước lễ là gắn bó với một ngôi vị ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Đức lễ là gặp gỡ Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Như tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy. Đức lễ là đón lấy sự sống từ Đấng đang sống, cũng là sự sống duy nhất bắt nguồn từ Chúa Cha. Trong tông huấn Bí tích tình yêu năm 2007, Đức Thánh Cha Benito 16 đã dùng thành ngữ con người thánh thể để nói về các tín hữu con người thánh thể là người năng đức Chúa vào lòng để thịt và máu thấm nhập vào trọn vẹn cuộc sống của họ. Nhờ đó, họ có thể nói như Thánh Phaolô Tông Đồ. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Con người thánh thể là người luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để nhờ đó mà họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Con người thánh thể còn là người ý thức mình là chi thể của giáo hội, chuyên tâm sống và nỗ lực kiến tạo tình hiệp thông giữa những người con cái Chúa, xây dựng một xã hội bình an và nhân ái. Mình và máu Chúa Kitô là hồng ân vô giá, chúng ta đón nhận để có sự sống thần linh của Chúa. Tham dự thánh lễ, rước mình và máu Chúa, chúng ta được mời gọi sống thánh thiện, trong sạch và thực thi sứ vụ truyền giáo phục vụ tha nhân, đồng hành và rửa chân theo gương Chúa Giêsu. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của tỉnh dòng San Diego Đông Moscow, Việt Nam, domuscoviet.info hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á Châu Đại Dương, bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông San Diego tuần sau.